Bây giờ thì là chúng ta sẽ chuẩn bị rẽ trái đi vào khoảng chừng 2 giao quang nữa thì là chúng ta sẽ dừng xe để mời các chị của mình là chụp hình và tham quan trong buổi sáng ngày hôm nay các chị nhé. Khu vực này thì đa phần là người đồng bào dân tộc Mông, và cái nguồn kinh tế chính của đồng bào đó chính là làm nông nghiệp. Thì nếu như anh chị nào mà dư giả về tài chính thì nhà mình cũng có thể là ngắm đến những mảnh đất ở đây các anh chị nhé. Đất ở đây còn rất là rẻ. Thì khu vực này có tên là Thung Lũng Mận Nà Ca. Thì cái mảnh đất ở đây á, từ hôm trước em đã cũng đã nói chuyện với các chị rằng là khu vực này là khu vực mà có viện nghiên cứu thực vật lên đây để khảo sát, và khu vực này là đất rất là phù hợp với lại cây mận. Và nhà mình vào đến khu vực này hiện tại là mùa này là mùa mận đang nở hoa, nhưng mà năm nay thì nhà mình biết là thời tiết nó hơi khác so với mọi năm, và cái lượng hoa mận nở năm nay thì nó cũng không được bằng mọi năm, nó chỉ bằng khoảng chừng 2/3 so với mọi năm thôi. Ở dưới bên tay phải của gia đình mình đó chính là thung lũng. Và nếu như mà mọi năm tầm này, năm nay thì cái lạnh này đến muộn, và đặc biệt của cái giống mận đó chính là phải đợi cái lạnh của mùa đông thì lúc đấy thì mầm hoa nó mới bật lên đó. Và năm nay thì mùa đông đến muộn và bây giờ mới là tầm bắt đầu có hoa mận. Và nếu như mà mọi năm tầm này các chị nhà mình đến đây thì bên tay phải của các chị là nguyên một cái thung lũng này là màu trắng của hoa mận đó. Thì nếu như mà đây bắt đầu hoa mận, bên tay phải nhà mình bắt đầu ngắm đấy đó. Mình đến đây mình rẽ tay trái luôn nhé, rẽ tay trái không đi vào trong luôn ạ. Vâng, không cần thằng nào vẫy cả. Thì các chị nhà mình nếu như mà muốn thưởng thức hoa mận, thưởng thức cái quả mận đó, thì em mời các chị nhà mình sẽ quay trở lại Nà Ca vào dịp tháng 5 dương lịch, khi mà cái mùa hoa mận này đậu quả. Thì đến tháng 5 là các chị nhà mình có thể thưởng thức những trái mận. Bây giờ thì bắt đầu có mận đầu mùa nhưng mà có quả, nhưng mà đây là mận này rất là sớm nha. Đó, và cái mận này các chị nhà mình sẽ mua là mận đầu mùa, nó rơi vào khoảng chừng là các chị nhà mình sẽ phải rơi khoảng trên dưới 300 ngàn một kilo đó. Nhưng mà cái mận này khoảng chừng tháng 3 dương lịch là sẽ có nha, là sẽ chín và ăn cũng có thể chưa thể nào ngon bằng tầm khoảng tháng 5 đâu. Đến tháng 5 thì nó vào đến giữa mùa các chị nhà mình lên đây thì chỉ khoảng 20 ngàn đồng một vé là các chị nhà mình vào vườn ăn thoải mái. Còn nếu như các chị nhà mình muốn hái mận mang về thì đồng bào sẽ bán và tính theo cân đó. Đấy là cái dịch vụ ở trên này vào tầm khoảng tháng 5 các chị nhé. Còn bây giờ thì đoàn chúng ta sẽ trải nghiệm được chụp hình với hoa mận trước. Cái giống đào ở trên này là có hai giống các chị nhé. Một là cái đào gọi là đào phai, là đào ta của mình ấy. Và cái đào đó thì trồng chủ yếu là để lấy hoa, và đồng bào sẽ bán về miền xuôi vào cái dịp gần Tết này. Còn có một giống đào nữa mà đồng bào trồng để lấy quả, đó chính là cái giống đào tứ quý ấy, hay còn gọi là đào giống từ Pháp ấy. Thì nếu như lát nữa vào trong vườn bận, cái chị nhà mình chịu khó đi khắp vườn ấy, nhà mình chắc chắn là sẽ gặp được một hoặc là nhiều cây đào Pháp. Cái đào này thì là cái đặc tính của nó là gọi là đào tứ quý, bởi vì nó có quả quanh năm. Đã, và mùa này thì nếu như mà nhà mình chịu khó đi tìm hoặc là hỏi đồng bào ở đây là vẫn có quả đào ra đây nhìn đấy, là vẫn có quả đào. Sâu nữa không ạ, sâu rồi. Đây đi qua cái khúc này là đi qua cái nhà kia, qua cái nhà kia bên tay phải. Chi chít ra mà. Đây đang tầm này là tầm nhà mình đi từ đợt này là rất là may mắn ấy, bởi vì là cách đây một tuần ấy, là em cũng đưa đoàn vào đây nhưng mà hoa là chỉ có đi bới hoa thôi, bởi vì là chưa có bông nhiều. Và bây giờ nhà mình đi tầm này cũng đã là đẹp rồi. Đi đường này anh Hoành xót xe lắm. Xót quá cái phải lốp 20 triệu. Bên này thì lại không khang, người chưa mở lốp.
chân dở. Sao một bên thì căng lưới, một bên không sáo? À, cái căng lưới này á, là đồng bào căng để tránh cái dịp mùa này là nó có mưa đá. Đã để tránh cái việc là mưa đá. Đây đây là một đại gia có tiền và bên này là không tiền. À, không phải là đại gia hay là thiếu gia gì cả. Đã. Mà tùy theo cái mục đích, tùy theo cái mục đích. Ví dụ như là bên này, ở bên tay trái của nhà mình á, thì là đồng bào là để cho khách vào chụp hình với lại hoa mận. Đã. Còn bên này là họ lấy quả, mục tiêu của họ là lấy quả. Mục đích của họ là lấy quả. Đấy, cho nên là ở chỗ này là có cái chỗ ui hồng này. Đây mình sẽ tham quan cái vườn hồng bên tay phải nhá. Ui vườn hồng này. Đây là ba nhà này đây. Nhà đây. Chỗ này quay đầu được chứ đúng không ạ? À, bây giờ thì em xin phép mời gia đình mình xuống xe và chúng ta sẽ tham quan vườn hồng bên tay phải nhá. Ôi giời ơi. À, nhà mình những gì cần thiết nha, nhà mình mang theo ạ. À. Còn không cần thiết nhà mình cứ để ở trên xe. Bây giờ nhiệt độ ở ngoài cũng khá là mát mẻ rồi. Nhà mình không cần phải mang quá đồ, quá nhiều đồ giữ ấm đâu. Mát mẻ chứ không phải là mát ấm. Cháu nó nói ngược nhiều lắm. Đúng rồi, quả nào mà mình nắn mềm tay. Ở đây đúng không? Nắng này thì vậy mới đẹp này. Thì thả cái cây rau cải, nhìn thấy cái rau cải mình ăn đi thôi. Mang con đây cho chị để chị tỉa vào môi chị nha. Mày cứ xí sớn nữa đi. Ôi giời. Đã chưa? Chị chân dung đi. Vẫn ăn à? Đây. Dạ. À, em mèo này em quay lúc nãy rồi. Em mèo phải đi với em Phượng cơ. Mèo lại chị ơi. Cẩn thận nhá. Vừa quay vừa chụp luôn. Bảo ơi, có thanh đẹp à? Đứng như chỗ trong ở ngoài hay ngoài hay trong. Góc này cũng được, góc này cũng được, góc này. Đây này, chị đứng vào trong này này. Có một người chụp thôi. Đấy. Không phải kêu ngoắc hay con. Đừng kêu. Nào hai đứa nhìn đây nào. Ôi cảnh đằng trước mặt ấy, đằng trước mặt ấy, đằng trước mặt mặt em đằng này cơ mà. Không phải cúi xuống mà ngồi ở đây có quả cao mà. Ôi giời ơi, hồng đâu. Ôi. Sao vừa ăn một quả vậy đấy? Mồm nó ăn nó xinh này, trời ơi cái mồm. Tức là tối hôm qua mồm nay mà thổi kèn nó rất là hay lắm đấy. Nhờ, tối qua có thổi kèn không em? Đẹp rồi. Không thổi kèn à? Úi dồi ôi, nó nhìn nó đưa cái mồm nó. Ôi, cái mồm nó thổi kèn nó hay. Kèn to, nhờ. Quả này chín rồi. Đây rồi, ú. Quả mèo cái là sao cả. Quả này mũm lắm. Đúng rồi, đây, 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 đấy. Được chưa? Trông như con nở. À, em thấy hồng đi. Ngọc ơi, Ngọc ơi, Ngọc ơi. Đây đây, đây, thanh em, thanh em. Ra chỗ này, chỗ này. Có cái mùi này rồi. Để ba đi. Dạ, dạ. Ở chỗ này nó phải nhiều như một cái sắc. Thì nó chào hẳn cây. 4 bó là bó 20.000, 80.000, 86.000. Đi mua ba hai chiếc xoài này. Bà bán nhanh thế. Anh còn lấy ba bé này nó không? Em bên trên nhà em vẫn còn. Lấy đi, lấy nhiều vào. Mang một cái ô tô tải chở nó lấy nhiều vào. Làm gì có ô tô, khổ đi xe máy này còng còng lên nó mới lâu cái đường thì nó. Trên này các bà giàu lắm mà cứ không ô tô. Làm gì có. Hôm nay có khách là giấu ô tô đi đây. Dần đi xe bò đi thôi. Em nói chị nghe, kinh nghiệm trên này còn giàu hơn cả dân tộc. Các em hộ em với xin. Hộ cái gì? Hộ thanh em giàu. Nào. Em có hồng.
Chị em cả chị lấy gì đấy. Cầm để anh khênh phòng cho người ta. Khênh này tí nữa được cái gì không? Muốn gì được đấy. Ăn thừa hồng thì phải, ăn thử chứ. Lúc này kia kia chán lắm. Xuân về trên bản Mông. Bao tiền bò đây anh? 80.000. Bán cả lố luôn đấy. Ta định mua cả lố. Đi vào sâu càng đẹp các chị nhé. Trong này nở đẹp hơn này. Vâng, em thấy trong này gốc nó cũng đẹp hơn này. Kiểu gì mà phải đứng đẹp quá. Sao phía sau chiều sâu sau toan lắm mận ấy. Thì lúc này lại mất nắng rồi. Vâng. Đây không có camera cả một cơ. Anh nào thế? Cũng không có camera. Này đây. Đấy. Thấy chưa? Cứt lợn đấy đây này. Được chưa? Ôi, cô cứ đây. Tự nhiên đi. Chụp lại đi, chụp lại đi. Rồi, thả xuống. Xong. Đấy. Ôi. Đây chứ đâu. Này đâu đấy? Gọi Thanh chị để đi. À nghe. À ngươi bị đẹp thế này, ra đây này. Mời anh thơm một chút.